cô ấy chăm sóc, xin lỗi là giống như là một người bảo mẫu vậy đó. Từng cái bữa ăn, bữa cơm riết rồi, tại vì Quang làm việc ở trong studio dạy hát rồi hầu như là không có dành nhiều thời gian để tự chăm sóc bản thân mình, giống như là đi ăn, ăn uống giờ giấc như thế nào thì chỉ cần mở mắt dậy thế là có đồ ăn sáng, tối ngủ dậy là sẽ có một cái ly nước vào trong phòng, rồi lúc nào cũng hỏi anh ăn gì không để em đi mua về, hoặc là cô ấy là dọn dẹp nhà cửa nấu nướng. Thì các bạn có thể coi những cái video clip ở trên mạng, lâu lâu Quang hay post những video vui vui thì cô ấy luôn luôn là chăm sóc dọn dẹp nhà cửa giống như là giống như một người bảo mẫu cho Quang. Ngân thích anh Quang một cái là anh Quang rất là giỏi, giỏi về cái là thấy người ta giỏi là luôn theo để học hỏi và rất là chăm chỉ làm việc, xong rồi rất là hiểu tâm lý của mọi người và luôn luôn dạy Ngân những cái cách sống, những cái kinh nghiệm sống mà anh Quang đã trải qua. Sau những scandal phản cảm trên livestream, những lần trùng tu nhan sắc và cả lần chia tay ầm ĩ, Lương Bằng Quang và Ngân 98 được cho rằng đã tổ chức lễ cưới chính thức thành vợ chồng. Cụ thể, tối 18 tháng 2 năm 2020, Lương Bằng Quang cập nhật hình ảnh buổi tiệc sang trọng lên Facebook cá nhân với dòng trạng thái: "Cảm ơn họ hàng hai bên đã đến chung vui với tụi con." Khiến nhiều người tin rằng hai người đã làm lễ cưới. Kèm theo đó là những hình ảnh Lương Bằng Quang và Ngân 98 trong những bộ trang phục lộng lẫy và sang trọng, chụp chung với họ hàng. Lương Bằng Quang và Ngân 98 là cặp đôi khiến cộng đồng mạng xôn xao từ vài năm trước với chuyện tình chú cháu đầy tai tiếng. Vào khoảng tháng 4 năm 2019, Ngân 98 bất ngờ xác nhận chia tay Lương Bằng Quang rồi quay lại với nhau không lâu sau đó. Hiện cộng đồng mạng vẫn còn đang nghi ngờ liệu đây là đám cưới thật hay chỉ là chiêu trò của cặp đôi thị phi này. Thank you.